Mỹ Bắc ăn quá nhiều nên quá mập. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Thì hôm nay để các bạn đang thấy vẫn là tựa game Mini World Royal. Đó, vẫn là tựa game Mini World bắn súng của chúng ta nha. Nhưng mà hôm nay khác biệt ở chỗ nào các bạn biết không? Là hôm nay mình sẽ chơi chung với một anh YouTuber cực kỳ đẹp trai đó, và là trưởng team của Hero Team bọn mình. Các bạn biết lại không? Các bạn hãy thử đoán tên con ấy ở bên dưới phần bình luận nha. Thôi khỏi đoán đi, mình nói cho các bạn biết luôn nè. Đó chính là anh Mr. Dịch Lực. Chào mọi người đi anh. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Phong Cận TV nha. Các bạn nhớ dislike Phong Cận và qua subscribe cho mình. Hey, tào lao gì vậy? Mình chung team mà anh nói gì kỳ vậy? Ôi nhảy ở bên cảng anh, bên cảng nhảy ở đây mình được nhiều đồ. Bên gì đâu em? Bên cảng nè. Ủa cho anh nhảy đâu? Tính ra là anh nhảy xuống nó chạy vui vẻ rồi. Chạy. Tính ra anh nhảy mà anh không nói em luôn á. Chạy. Tính ra là anh nhảy xuống bây giờ có hai thằng nó đứng trước mặt anh rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Chết rồi vậy thôi. Thôi không sao, anh tiêu diệt bọn nó đi rồi em sẽ chạy qua chỗ anh liền. Hoài mấy bạn ơi, hôm nay nè mình có mời anh Mr. Dịch vào hôm nay chơi chung với mình cái tựa game này các bạn ơi. Tại vì có nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy mời các thành viên của Hero Team vào chơi chung đi. Cho nên á là cái hôm đầu tiên mình chơi cái game này thì mình bắn gọi là hình như là chung với ai ta? Sammy, đúng rồi. Trận thứ hai thì mình chơi chung với anh Ro, và trận thứ ba thì mình bây giờ là trận thứ ba nè thì mình sẽ chơi chung với anh Mr. Dịch Bầu nha các bạn nha. Đấy. Thì ok, thì các bạn hãy thử đoán coi một là mình hoặc là hai là anh Dịch, xem coi ai là người sẽ giành được nhiều kill nhất và ai sẽ giành được top 1 nha các bạn nha. Đấy. Ok, các bạn hãy thử đoán từ bây giờ nha, rồi sau đó đến cuối trận để xem coi ai là người đúng nha các bạn nha. Ok, Dịch, anh sẵn sàng thi đấu với em chưa? Anh sẵn sàng rồi, nhưng mà anh đang đấu với cả năm thằng khác ở chỗ này, em cứu anh với. À ok, để em chạy qua chỗ anh liền. Trời ơi, thấy không, em thấy không? Quen nè. Vừa vô trận cái là anh Dịch phải cầu cứu mình liền. Tại vì sao? Bởi vì ta phong là bảo tố Dịch à. Đấy, trời. Thôi, Bibi, nó đang đuổi tôi nè. Đồng lắm nha, coi chừng nha, coi cẩn thận ạ. Ôi cái chân này, em thấy cái chân đó này, mày bắn vô cái chân mày này. Ôi chết queo luôn. Ok bạn ơi, để mình qua lụm đạn của nó. Mình hết đạn rồi, mình đang bị thiếu đạn rồi. Đó, lụm. Ok. Rồi. Bắt đi, anh vừa bắn được một thằng tên là Dot. Gì đặt tên là Dot. Trời. Có ai tự nhận mình là Dot không? Trời ơi, thanh niên đặt tên lạ quá he. Ok thôi giờ em chạy qua chỗ Dịch này. Dịch ơi, em đến với anh đây. Hãy chờ em. Em tới đây. Qua lại đây coi chiếc queo nè. Ok, qua liền. Ui, Dịch mất máu quá trời luôn bạn ơi. Trời. Ui, chạy đi Dịch. Chạy đi, đừng solo đó, coi chừng chết. Coi chừng chết. Tuổi gì rồi solo với anh? Lâm ba này bắn suốt. Ôi dịch giết được nó chơi, dịch giết được nó chơi. Rồi. Ok rồi đây, em chạy qua chỗ anh liền nè. Ui trời ơi mấy bạn ơi, anh Mr. Dịch từ nãy giờ đã giết được 3 người luôn rồi nha các bạn nha. Chỗ anh Dịch bắn bờ rồ dữ te. Chỗ là chị. Ok từ. Ui 4 người Phong ơi. 4 người luôn. Trời ơi. Ghê vậy. Ok từ, để em từ có một thằng đang núp ở trên cây, đem bắn nó đã. Mày hả? Ok chết rồi nè. Từ quá liền, ông này làm gì hối gì? Làm như yêu em lắm hay sao? Làm như yêu em lắm hay sao? Cái kia em qua hoài vậy, đợi em xíu. Chạy qua liền. Ê tính ra là trong cái bản đồ này anh có mình em là đồng đội, anh không hú em, mình hú ai trời. Ok rồi, qua nè. Ui có thằng nó bắn anh kìa. Đem. Mày bắn tao mày. À mày bắn anh Dịch tao. Mày bắn okay, anh Dịch tao mày. Rồi em giết rồi. Thằng tí nó kêu anh luôn á. Mày mấy bạn này hai trụ thật chứ. Mày hả mày? Để em giết luôn rồi, hit shot luôn rồi. Okay, ê, nếu mà em nãy mà em bắn nó là nó bị bóng bay đúng không? Đúng rồi. Ây. Thế là nó có đồng đội em có chừng á. Ồ, em cũng mới giết được thêm thằng nữa nè, không biết có phải đồng đội của nó hay không đây. Ôi, sợ vậy. Lụm. Trời má, nó nhảy xuống này đông lắm luôn Phong ơi. Ôi, từ nãy giờ em không có nhiều đồ xịn anh ơi. Giờ em phải đi lụm thêm này. Nãy giờ em giết được quá trời thằng cho nên em lụm đồ của nó nè. Ok. Ô khoan, mình hết máu rồi bạn ơi. Mình phải sử dụng gọi là băng bó vết thương mới được. À, băng bó vết thương vô. À một khoan, cần gì băng bó vết thương? Mình có một cái này hay hơn nè, bạn biết là gì không? Đó chính là mình có một kỹ năng có thể hồi máu. Bạn hãy xem mình nè. Hồi máu. Đó, thấy không? Mình tạo ra được một cái vòng tròn màu xanh lá cây dùng để hồi máu nữa bạn ơi. Ghê chưa? Ủa mà dịch đang bắn ai vậy? Có một thằng gì kia đang đâm mình không? Nó chạy khu nhà kìa. Em giết cho, để em lập công cho. Nói đâu? Nhà nào? À, đem. Nó chạy gì? Quay đi lại nào, ui nó định nghe sót anh luôn. Ui, mày hả mày? Ui, tử phong từ thằng nào? Mày hả mày? Ok rồi. Giết được nó rồi bạn ơi. Rồi chạy. Anh em mình chạy vô bo anh. Bo bên này. Chạy vô. Mình quên nó cho bo mà yên tâm. Ê, có một thằng trên cây. Đẹp. À. Bắn luôn trên cây. Đẹp. Ê, có thằng đang bay kìa. Mày hả mày? Rồi, hit shot nó rồi anh. Còn nào không? Có thằng đang bay trên bầu trời, em muốn bắn. Ủa đâu, thằng nào đang bay bầu trời, nghe lạ vậy? Dạ, nó đang bay, máy bay trên trời vậy? Ôi, Dịch ơi, anh đang đứng trong vùng bom nổ đó, anh chạy ra ngoài, nguy hiểm. Từ, có thằng đang bay.
không mày mày thả thính. Rồi chết vậy rồi, chị nhanh lên, chị nhanh lên. Chỗ đó là bom đó. Dân ba mấy con rồng này anh sợ gì đâu, anh giết rồng suốt, em yên tâm. Anh chơi mini mua quay rồi. Trời anh dịch gáy to nè, tí nữa bị bọn nó bắn chết, đừng có nói gì nha. Ok, để em chạy, để em núp, nguy hiểm quá. Ok. Đây núp rồi, yên tâm, anh núp rồi. Anh gáy to chứ anh sợ rồng lắm. Trời ơi, cái máy bay thính mà ổng nhìn ổng tưởng rằng là ai đang chạy mới ghê chứ. Đó đó, con rồng nó phun lửa các bạn. Đó thấy không? Hồi nãy anh dịch ở trong đó là anh dịch chết chắc rồi. Ok, bây giờ mình sẽ leo trên cái cây đi các bạn ơi. Leo trên cái cây để mình gọi là đứng trên cây mình bắn mấy bạn. Đó, mình sẽ sử dụng kỹ năng của mình nha. Mình sẽ bám tường cho các bạn xem nè, cái gì chứ gọi là trong game này bám tường Phong tập luyện hàng ngày, hiểu không? Đó, coi Phong nè. Đó, bám tường này. Đấy, ghê chưa? Ghê chưa? Bám tường này, dịch còn không biết bám tường nữa đó. Trời ơi, dịch nước. Anh có biết bám tường thôi, biết bám cây không à. Ok, coi em bám nè. Ấy. Hả? Đấy, leo lên nè. Đấy, ghê không? Ghê không? Bạn thấy mình ghê không? Đó, mình leo tới ngọn cây cho các bạn coi nè. Đó. Xịn sao con bò chưa? Nếu như có bạn nào biết bám tường giống như Phong thì nhớ bình luận cho Phong biết nha. Chứ Phong là Phong thấy là Phong mà biết bám tường như thế này là Phong leo lên cây Phong bắn là Phong số 1. Ôi, ở gần em có hộp thính, em liếc qua coi. Hả? À, có hả? Đâu? Có đâu? Anh thấy có cái kia sáng kìa. Cái ánh sáng đó hình như là cái kiếm kim cương á anh, chứ phải hộp thính đâu. Ok. Kiếm kim cương kiếm này mạnh lắm luôn á. Phải, có hàng bắn em, thử có hàng bắn em. Em nghe tiếng hàng bắn em. Em nghe hướng bên này từ. Ok, anh thì có thằng đang núp trong nhà rồi, đậu xanh mày. À, núp trong nhà, cái nhà nào anh, cái nhà nào ạ? Núp. Đây đây, nó trên này. Thằng đang bù tóc mày. Hello, xanh mày đây. À, nó chạy kìa. Chạy nè, một gì. Ui. Chạy nè. Ui, nó trốn rồi. Trời má, nó bắn anh gần chết luôn rồi. Cái ngôi nhà ở phía bên chỗ em nha. Ơ, nó chạy ra ngoài. Gì. Chạy hả mày? Ui, nó bắn em. Mày ôi đâu. Ôi, hồi máu. Mình không thể nào mình sử dụng cái súng này mình bắn nó được các bạn ơi, mình phải sử dụng súng khác. Mày sợ tao chưa? Ơ, nó sợ mình rồi, nó chạy kìa. Ôi, núp vô nhà. Mày núp vô nhà. Giết luôn. No, nó bắn em nóc rồi. Nó xài SKS, nó bắn em nóc rồi. Nó trong nhà dịch, nó trong nhà. No, các bạn ơi, mình đang bay xuống chỗ dịch. Mày ra mày. Cứu em. Cứu em với em hết bầu. Nhanh lên. Bay qua đây. Trời ơi bạn ơi, gặp thanh niên bắn đầu quá bạn ơi. Cứu em nhanh lên, tôi sắp chết rồi anh ơi. Cứu, từ. Cứu. Ôi bạn ơi, xém nữa là Phong bị chết rồi. Trời ơi, thanh niên. Okay, đây. Thanh niên bắn hay quá, mình phải hồi máu ngay mới được. Bấm E hồi máu. Đó, hồi máu. Ơi anh, mình vô nhà mình loot đồ luôn anh. Hồi nãy dám bắn em á, thằng này láo thật. Dám bắn tao. Sao anh sẽ hết sợ nó chết quẹo rồi. Bắn đồ đó. Loot đồ cho cái đó. Em vô em lấy đồ nó luôn. Đó, tự thưởng mày. Xong ra lục luôn cái kiếm thần Phong ơi. Trời ơi, nó xài giáp 4 hàng gì, nó khỏe dữ vậy trời. Ôi là trời, đúng cái thanh niên này. Ôi xịn vãi. Ok rồi, em gom hết đồ nó rồi anh. Gom hết tài sản của nó rồi. Bây giờ mình đi thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chạy vào bo thôi anh ơi. Bo. Chạy hướng này. Chạy mình chạy vào bo, chạy hướng này. Hướng này, ok. Bây giờ mình sẽ chạy vào trong bo nha. Mình tranh thủ trong lúc chạy thì mình sẽ lấy que kem rồi mình ăn. Đó, để mình gọi là hồi thêm máu nha các bạn nha, tăng thêm sức mạnh. Để ok. Chạy. Hiện tại bây giờ là đang còn 13 người, mà trừ mình với anh Dịch ra có nghĩa là sẽ còn đến tận 11 người các bạn ơi. Trời ơi, vậy có nghĩa là mình với anh Dịch sẽ phải chiến đấu với hơn 10 người. Quá ghê. Ok, chạy, vô bo. Nãy giờ anh giết 11 thằng rồi Phong. Trời ơi, Dịch giết 11 thằng rồi à? Em mới giết được có 5 thằng à. Ghê vậy. Trời ơi, vậy chắc là Dịch thắng em rồi. Thật chứ. Đông người thì dám ăn luôn. Em không thể nào để thua Dịch được, em phải giết 10 người còn lại để em hơn Dịch. Quấn lên. Ghê, em giết được 10 người luôn. Đúng rồi. Ê, có thằng dưới sông Phong ơi. À, đâu. Kìa kìa, cảm ơn nó chạy kìa. À, nó bình dưới nước hả? Để em đem. Không, nó mấy khu làng cạnh nước. À ok, em thấy rồi. Chạy nè. Ui. Hợp lý, ok. Một viên duy nhất luôn. Ở có một thằng còn đứng trên cây nữa kìa, để em giết trên cây luôn. Một viên nè. Hai viên nè, đấy, giết được 7 người rồi. Đó, thấy không mày, thấy không? Chỉ cần cố gắng thì chúng ta sẽ thành công. Có chừng ở chùa đông á. Bên kia có hòm thính kìa, nhưng mà giờ mình không qua được đâu anh, mình phải vô bo thôi. Mình qua mới sợ nó lia mình luôn. Đúng rồi, mình đang bơi cái nào nó bắn mình sao? Bây giờ game này là có nhiều cao thủ mạnh lắm chứ không phải là gọi là mấy cái dân chơi gọi là núp nữa đâu. Ừ. Ê anh, mình leo ngôi nhà nè, mình leo trên ngôi nhà này mình núp nè. Hey, Dịch ơi, anh có thấy thằng đó ở đâu không anh? Ôi, nó nhanh nè, cái sao lưng nó nằm anh tìm đi. Ê ok, chạy đi, đem. À. Đem, em chạy qua. Ê, nó chạy nó coi kìa. Mày, ui nó núp. À, thằng này láo, mày dám bắn anh Dịch tao. Ui, nó cũng có hồi máu kìa. Mày hả mày? Em giết được nó rồi. Thôi má đâu gì anh chạy một chút luôn. Ôi trời. Ui bom nổ giữa khách mình. Ok bạn ơi, thì coi như là trong trận này nè, để mình xem coi ai giết được nhiều mạng hơn nha.
Hiện tại là anh Dịch đã giành được MVP nữa bạn ơi, có nghĩa là anh Dịch là người mạnh nhất. Anh Dịch giết được nhiều nhất, anh Dịch đã giết được 11 người. Còn mình chỉ giết được 8 người thôi. Nhưng mà mình lại là người giành được top 1 nha. Mình là người bắn người cuối cùng nha. Cho nên là hai đứa mình coi như hòa nhau nha Dịch, được không? Ở chơi gì mất dạy vậy? Mất dạy gì? Nói chung là Dịch là giết được nhiều mạng, nhưng mà em là người giết hẳn cuối cùng. Đó, ok vậy đi. Rồi ok bạn ơi, thì bạn thấy trận đấu đây của mình cùng với anh Mr. Dịch như thế nào? Có gây cấn hấp dẫn không nào? Thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh của anh Mr. Dịch cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Và còn một điều nữa nè, là anh em muốn mình chơi game chung với ai nữa thì nhớ hãy bình luận cho mình biết. Và đừng quên là hãy comment thử thách của bạn trong game này cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Yêu anh em. Phải rồi. Coi trong những video gay. Gì video gay? Tào lao. Gây cấn hả? Ok, video gây cấn nha bạn nha. Ok, bye bye, yêu nè bạn nội, tạm biệt.